Thân mến chào quý khán thính giả đã trở lại với chương trình hôm nay của chúng tôi. Hôm nay đến với chương trình kính mời quý vị theo dõi bài Chống lệnh thủ tướng, ai đang chỉ đạo chống dịch. Kính thưa quý vị, tác giả Lê Nguyễn Duy Hậu viết Hôm nay thì một phường trung tâm của Sài Gòn và năm phường của quận trung tâm của Hà Nội quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động nhằm đối phó với số ca tăng cao. Trong khi phường Tân Định, Sài Gòn thì yêu cầu hạn chế số người ăn uống trong một quán ăn xuống 50%, thì năm phường của Hoàn Kiếm quyết định dừng mọi hoạt động ăn uống tại chỗ. Trước đó thì quận Đống Đa, Hà Nội cũng quyết định dựng lại các lô cốt cứng trên địa bàn quận, dừng bán ăn tại chỗ và hạn chế các hoạt động tụ tập nhiều người. Điều đáng nói là các địa phương cấp phường này vẫn được đánh giá là quận Cam, cấp 3, tức là nguy cơ cao theo nghị quyết 128 của chính phủ và các quyết định hạn chế cho đến nay đều do Ủy ban Nhân dân cấp quận quyết định. Cho đến nay, Nghị quyết 128 của Chính phủ vẫn là văn bản pháp lý cao nhất để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bên cạnh các văn bản chính trị khác nhìn chung ủng hộ tinh thần của Nghị quyết 128. Tuy nhiên, không biết bao nhiêu lần các địa phương ở các cấp khác nhau trả đạp lên Nghị quyết 128. Những lần trước, ví dụ như khi Hà Nội đề nghị cách ly người về từ các tỉnh có nguy cơ cao, hay gần nhất là Ninh Bình đòi cách ly người về từ một số địa phương của Hà Nội. Sự trà đạp thường bị phản đối và xử lý nhanh gọn, có lẽ vì nó liên quan đến nhiều hơn một tỉnh, thành và chắc cũng đã có sự phản đối của các địa phương. Lần này thì khác, Tuy nghị quyết 128 cũng một lần nữa bị trà đạp, lại rất ít người đặt câu hỏi, có lẽ vì không có sự phản đối chính thức nào. Điều này có thể vì chính đối tượng chịu tác động là người dân ở khu vực bị hạn chế hoạt động cũng ủng hộ quyết định này, hoặc cũng có thể vì họ không thực sự biết rằng nghị quyết 128 vốn không chỉ được tạo ra để các địa phương điều chỉnh hoạt động với nhau, mà còn là để bảo vệ chính các quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, công dân tại các địa bàn trước sự tùy tiện của cơ quan nhà nước địa phương. Lấy ví dụ, trong bảng biểu phân cấp độ dịch theo nghị quyết 128, nhà làm luật ghi nhận hai điều rất rõ ràng, ghi nhận quyền của doanh nghiệp, cá nhân, Cơ quan trong các địa phương có cấp độ dịch khác nhau. Và nghị quyết 128 đòi hỏi muốn nâng cấp độ dịch và thay đổi các biện pháp với doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan thì chính quyền phải thông báo trước 48 giờ, điều mà không nhiều người nhớ. Nếu các bạn nhớ lại thì nghị quyết 128 được đưa ra trong bối cảnh mở cửa lại Sài Gòn. Và đích thân chủ tịch nước cũng đã lấy ví dụ về việc phải cho người dân về thăm bố mẹ, doanh nghiệp được làm ăn khi nói về các biện pháp của nghị quyết như vậy, rõ ràng nghị quyết 128 là bản cam kết mà chính quyền trung ương đưa ra với người dân và ràng buộc chính quyền địa phương không được làm những điều khác nhau có hại cho quyền lợi của người dân. Đây thực chất không phải là văn bản để các địa phương dựa và để tị nạnh xem ai được vào nhà ai mà không cần phải cách ly. Thế thì vì sao mình nói các thông báo của quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và phường Tân Định quận 1 là vi phạm cam kết theo nghị quyết 128? Có vài lý do. Thứ nhất, ở một địa phương cấp độ 3, chính quyền phải để cho nhà hàng hoạt động. Chỉ khi nào địa phương xuống cấp độ 4 thì chính quyền mới được hạn chế hoạt động của quán ăn theo số người giao dịch trong cùng một thời điểm. Nếu hiểu như vậy thì hai quận Hà Nội và một phường ở Sài Gòn hạn chế số người ăn cùng một thời điểm hay hạn chế hình thức buôn bán là một việc vi phạm cam kết. Tất nhiên, hai quận ở Hà Nội hạn chế buôn bán tại chỗ có thể cãi lại rằng ơ, tôi vẫn cho quán ăn hoạt động mà, chỉ là không cho vào nhà thôi, nghị quyết 128 đâu có cấm. Bỏ qua việc tranh luận này rất lạm quyền, can thiệp vào quyền làm ăn của người dân, thì luận điểm thứ hai sẽ khiến cho lập luận kể trên vô giá trị. Theo đó, nghị quyết 128 chỉ có ủy ban nhân dân cấp tỉnh mới được phép đưa ra các quyết định về cấp độ dịch và các biện pháp hạn chế tương ứng. Nghị quyết 128 hoàn toàn không cho phép ủy ban nhân dân cấp quận hay cấp phường được thực hiện thay việc của ủy ban tỉnh và cũng không cho phép ủy ban tỉnh ủy quyền lại cho quận, phường. Nhiều người cũng chỉ ra rằng quận hay thậm chí phường là một địa bàn quá nhỏ, quá nhân tạo khiến cho việc hạn chế trở nên vô lý, vì sao một quán ăn bên này đường thì không được bán, nhưng bên kia đường thì được. Chính vì thế, tất cả các quyết định của ủy ban quận và phường xét đúng ra về pháp lý là đều vi phạm nghị quyết 128. Trái lại, nó mang tính thi đua hình thức nhiều hơn. Và cuối cùng, không một biện pháp nào thỏa mãn điều kiện về thủ tục báo trước theo nghị quyết 128 là 48 giờ. Quyết định của Đống Đa có hiệu lực ngay lập tức. Tân Định không rõ hiệu lực khi nào. Còn 5 phường hoàn kiếm cho người dân không đến 24 giờ để chuẩn bị, chiều 18 ra, trưa 19 có hiệu lực phiên phiến mà nói thì Ủy ban thành phố Hà Nội phân cấp độ dịch là tính đến 10 giờ ngày 17. Sau đó thì ra văn bản thì thôi cứ xem như cũng thỏa mãn 48 giờ đi với điều kiện làm văn bản trong 2 giờ, nhưng hay, thông báo cho dân thì đến sáng 18 mới xuất hiện. Tinh thần của quy định 48 giờ là để giảm thiểu các thiệt hại kinh tế mà các biện pháp chống dịch bất ngờ, đánh úp đã gây ra. Tuy nhiên, có vẻ sau chót thì các quận cũng không quan tâm lắm đến sự lịch sự mang tính tối thiểu này. Ba cơ sở trên đủ để cho Bộ Y tế ra một văn bản đề nghị các quận, phường quay xe. Tất nhiên họ có động lực làm như cách họ tích cực với Ninh Bình để bảo vệ Hà Nội hay không thì còn tùy xem ai lên tiếng. Trên thực tế, Hà Nội và Sài Gòn không phải là các địa phương duy nhất trà đạp lên nghị quyết 128. Hải Phòng, Quảng Ninh vẫn cách ly người từ địa phương phía Nam về. Huế cũng vậy. Nhưng phiên phiến mà nói thì các địa phương này độ phủ vaccine chưa cao bằng hai thành phố kia và họ cũng không phải là Hà Nội, thủ đô và Sài Gòn thành phố trọng yếu. Hà Nội thì một thời gian dài ước được làm như Hải Phòng. Dù nếu nói họ đổi để nhận vaccine như Hải Phòng thì chắc chắn không chịu. Tóm lại thì các quyết định của những địa phương này không chỉ trà đạp lên nghị quyết 128, lên cam kết của chính quyền với người dân như đã phân tích mà còn thể hiện một sự nghi ngờ vaccine quá rõ ràng đến từ chính quyền. Rõ nhất là ở Hà Nội. Vì sao một địa phương tiêm chủng quá nhiều, số ca tử vong lại đặc biệt thấp, chứng tỏ hiệu quả của vaccine? mà lại áp dụng biện pháp như thời chưa có liều nào. Điều này thì họ cần trả lời. Nếu không thỏa đáng, thì hoặc là họ nghi ngờ vaccine, hoặc là họ quan tâm đến các con số ca mắc như một dạng KPI để tính toán thành tích chống dịch chứ không chỉ thực tâm tin vào chiến lược sống chung an toàn với COVID-19. Tất nhiên, xé rào đã trở thành một truyền thống chính trị thường là tốt đẹp ở đất nước này. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng các chính sách xử lý theo quận, phương chỉ khiến người dân xui xẻo bên này con đường chịu thiệt thòi. Còn chính phủ trung ương thì không còn tí quyền uy nào trong công cuộc chống dịch nếu không dám xử lý các địa phương này. Vậy rốt cuộc ai đang chỉ đạo chống dịch và chính sách thực sự là gì? Tiếp theo kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của tác giả Đỗ Duy Ngọc. Sống chết mặc bay, miễn sao chúng ta thu vào tiền tỷ. Tàn nhẫn. Vô lương và kinh tởm là những từ mà mấy hôm nay rất nhiều người thốt lên khi nghe tin Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt vừa bị bắt giam với tội nâng khống giá kit test COVID-19 trong cơn đại dịch đầy bi thương vừa qua. Phan Quốc Việt cùng các đồng phạm là Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ quỹ Công ty Việt Á, Cửa hàng Trừng Cửa hàng Âu Lạc, Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á, Trần Thị Hồng, Nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á, và Nguyễn Mạnh Cường, nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương, trở thành một đám hút máu dân lành và hy vọng đã đến lúc chúng phải đền tội. Chỉ sợ chúng lắm tiền và đồng tiền lại đâm toạc tờ giấy và lèo lái luôn luật pháp. Được biết, công ty Việt Á của Phan Quốc Việt hợp tác với Học viện Quân y sản xuất thành công kit thử xét nghiệm COVID-19 made in Việt Nam. Theo người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 giữa công ty Việt Á với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và với nhiều đơn vị, địa phương khác. Đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng để có thể được giao cung ứng trước thiết bị, vật tự y tế. Tiêu thụ với số lượng lớn tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Việt đã bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng và đã chi huê hồng lót tay ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng. Dù chưa công bố điều tra, nhưng chắc là để lọt qua chuyện đấu thầu ở các đơn vị tỉnh thành khác, công ty Việt Á mà Việt đại diện cũng phải chi ngoài hợp đồng cho các cán bộ lãnh đạo các đơn vị số tiền không nhỏ. Trong đợt dịch thứ tư, kit test được sử dụng tràn lan. Ngoái và ngoái liên tục và rộng khắp. Và đây là dịp tốt để cho Việt và đồng bọn tung hoành thu nhập khủng. Bằng cách nâng giá khống kit test thông qua sự ăn chia với các cán bộ liên quan, chúng đã chia nhau những đồng tiền đầy mồ hôi. Nước mắt và máu của người dân trong cơn đại dịch nhiều tăng tóc. Khi cả nước đang chung tay góp phần ngăn chặn dịch, khi những nhân viên y tế gần như kiệt sức, cận kề với cái chết, nhiều người đã ngã xuống và suốt cả một thời gian dài xa con, xa người thân. Khi hàng trăm nghìn người phải chấp nhận về quê trên con đường vạn dặm, cái chết đe dọa trong mưa gió và đói khát để trốn dịch và trốn đói. Khi người dân chịu nỗi đau, tăng tóc, thiếu ăn trong cơn sốt của đại dịch khi người dân góp tay chia nhau những bó rau, con cá, gói mì, ký gạo, quả trứng giúp nhau trong cơn hoạn nạn thì chúng tìm mọi cách để kiếm tiền, để chia chác hàng tỷ bạc trên nỗi đau của đồng loại, không còn từ nào để nguyền rủa chính xác tội ác của chúng. Phan quốc Việt có tội nhưng những cán bộ liên quan nhận hàng chục tỷ đồng lót tay của Việt cũng có tội không kém. Điều đó cho thấy bọn người này ăn bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng chỉ biết có tiền còn sống chết mặc bay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan. Thủ đoạn làm giàu của chúng không chỉ diễn ra ở Hải Dương mà còn nhiều tỉnh thành khác nữa. Cứ đè ra chọc ngoái là chúng có thêm tiền. Những số tiền lên đến hàng ngàn tỷ ai đau, ai chết, ai nghèo mặc kệ. Trong việc này, Bộ trưởng Y tế có liên quan không? Có lẽ cũng nên đặt vấn đề và chờ đợi một câu trả lời hợp tình, hợp lý. Bộ trưởng phải có trách nhiệm khi kit test giá trên trời và chiến dịch test đại trà trong cơn đại dịch vừa qua. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á từng được ca ngợi với những lời có cánh bay phất phới tận trời xanh. Nhưng khi bị lật mặt người ta mới thấy rõ bản chất gian manh của y và lương tâm của một số ngòi bút cùng việc ngửa tay nhận những đồng tiền bẩn của một số cán bộ liên quan. Đã đến lúc cháy nhà ra mặt chuột chấm Cộng Hòa, ương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.